lộ 3 bằng chứng rõ 10-10 vụ dàn xếp rõ ngắt Việt Ý. Lưu Thiên Hương nói điều gây phẫn nộ. Huấn luyện viên Lưu Thiên Hương sau một thời gian đã lên tiếng. Chị chả hiền đâu, cái trò thuê comment hay là mua like này nọ để phá nhau thì cũ rồi. Chị làm nghề bao năm nay nên nhớ trò gì chị cũng qua rồi nhé. Bảo trọng vì đã động đến trò chị là chị không để yên đâu. Bản thân Facebook của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đang bị rất nhiều khán giả vào bình luận, khiến cho cô phải liên tục chặn những tài khoản bị cho là thuê comment hay là mua like, mang tính chỉ trích và thiếu tích cực. Ồn ào quanh sự cố đọc nhầm tên quán quân The Voice Kids 2019 của MC Nguyên Khang đang là chủ đề đang được quan tâm trên mạng xã hội của hiện nay. Cụ thể, trong đêm chung kết của chương trình, ban đầu Nguyên Khang đã xướng tên Trấn Quốc, thí sinh đội Hương Giang Dương Cầm trở thành người chiến thắng của mùa giải năm nay. Thế nhưng sau đó, anh vội vàng xin lỗi và đính chính, Kiều Minh Tâm, học trò của Lưu Thiên Hương Ali Hoàng Dương mới là quán quân chính thức. Sự việc không chỉ khiến cho tất cả mọi người có mặt tại trường quay sững sờ, khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ cũng vô cùng bất ngờ. Dẫu biết đây là sự cố ngoài ý muốn và kết quả chung cuộc là hoàn toàn xứng đáng với cô bé Kiều Minh Tâm. Tuy nhiên, thật không dễ chịu gì với việc nhầm lẫn tai hại như vậy, nhất là đối tượng của cuộc thi là các thí sinh, dễ bị tác động tâm lý. Dù ngay từ đó Nguyên Khang đã xin lỗi Trấn Quốc cùng với hai huấn luyện viên Hương Giang và Dương Cầm, khán giả vẫn vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp từ một MC kỳ cựu, thường xuyên được giao trọng trách cầm trịch trong nhiều chương trình lớn. Họ cũng bày tỏ nỗi lo lắng, đau lòng khi chứng kiến học trò của Hương Giang bật khóc nức nở vì mừng hụt. Thậm chí, nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ kết quả đã được dàn xếp, sắp đặt từ trước, khi mà kết quả do MC Nguyên Khang đọc tên Trấn Quốc vô cùng rõ ràng, nhưng sau đó lại đổi tờ giấy khác và quán quân được đổi vai chỉ trong tích tắc thành Minh Tâm. Đáng nói nhất, chỉ vài phút sau khi mà Kiều Minh Tâm đăng quang, một trang bảo trợ truyền thông cho giọng hát Việt nhí đã liên tục có những bài cập nhật về cô bé. Trong số những bài viết này, cộng đồng mạng đã phát hiện ra một đường link với tiêu đề Hành trình đến với ngôi vị quán quân The Voice Kids 2019 của Kiều Minh Tâm. Tuy nhiên, khi nhấn vào đường dẫn này lại ra một bài viết với tiêu đề khác, khiến cho công chúng khẳng định đây chính là bằng chứng cho thấy bài đã được viết sẵn từ trước. Lưu Thiên Hương trước đó cũng từng chia sẻ bài viết này vào lúc 10 giờ sáng, trong khi đêm chung kết diễn ra vào lúc 9 giờ 15 phút buổi tối thứ Bảy cùng ngày. Hiện tại thì trang fanpage của chương trình đang bị cộng đồng mạng tấn công với hàng trăm bình luận ném đá, chỉ trích lừa dối khán giả, đem trẻ em câu view rẻ tiền. Lưu Thiên Hương thì ngay tức khắc đã xóa bài chia sẻ của mình. Dù đã bước sang mùa thứ Bảy, nhưng giọng hát Việt Ý 2019 vẫn khiến cho người xem ngán ngẩm bởi những hạt sạn xấu xí trong khâu tổ chức và thực hiện. Bằng chứng thứ hai đó chính là nét mặt của Kiều Minh Tâm khi MC Nguyên Khang đọc giải quán quân The Voice Kids 2019, không hề có một chút lo lắng. Cô bé cười tươi rạng rỡ khác hẳn với Trấn Quốc, điều này đã dấy lên nhiều suy đoán từ cư dân mạng. Phải chăng là huấn luyện viên Lưu Thiên Hương đã nói trước cho em biết về điều này? Bằng chứng thứ ba, một số khán giả đi xem trực tiếp đã tố cáo. Thấy MC Nguyên Khang chỉ cầm hai tờ giấy công bố kết quả, sau đó có một thành viên của ban tổ chức đã đưa lên thêm một tờ giấy thứ ba. Như vậy có thể khẳng định Nguyên Khang không hề đọc sai kết quả. Đó cũng chính là lý do mà Nguyên Khang được rất nhiều MC trong ngành lên tiếng bảo vệ. Cụ thể, đây là một sự cố đáng tiếc gây nên nỗi thất vọng cho đứa bé và cả sự sửng sốt của thành viên trong ban huấn luyện viên. Đó là sự cố không ai mong muốn, cả MC Nguyên Khang. Khi phát sóng trực tiếp với nhiều áp lực, chỉ cần thiếu tập trung thôi là cũng có thể gây ra sự cố đáng tiếc. MC Thụy Vân đã bày tỏ tiếc nuối khi chia sẻ về vụ việc này. Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 cũng từng thẳng thắn cho rằng, thực ra ở sự cố này thì không nên đánh giá về sự chuyên nghiệp hay năng lực của MC. Trên mạng xã hội, bên cạnh việc an ủi đứa bé cũng có rất nhiều ý kiến, lời lẽ không hay lắm với Nguyên Khang. Tôi nghĩ điều đó là không nên xảy ra, vì ai cũng mong muốn chương trình hoàn hảo. Đừng vì điều đó mà đánh giá, chỉ trích, thóa họa người khác. Đồng quan điểm với MC Thụy Vân, Liêu Hà Trinh, quán quân của cuộc thi Én Vàng cho biết. Là một đồng nghiệp, một người bạn của Nguyên Khang, cá nhân Trinh nhìn nhận sự cố vừa qua tại The Voice Kids là hết sức đáng tiếc. Tiếc cho chương trình, cho cảm xúc của các bé, và tiếc cho anh Khang, một người anh chỉn chu và tâm huyết trong công việc. Trinh đã xem đi xem lại rất nhiều lần đoạn clip công bố giải quán quân được truyền tay trên mạng ở nhiều góc độ. Sau khi gọi tên Trấn Quốc, rõ ràng anh Khang đã có vài giây lật lại giấy và nhận ra có sai sót và nhanh chóng sửa lỗi ngay tức khắc. Nguyên Khang cũng có giải thích là do quá yêu quý bé Trấn Quốc nên đã nhầm lẫn trong khoảnh khắc quan trọng. Ngoài ra, cô kêu gọi sự cảm thông từ phía khán giả trước những hành động quá khích bôi nhọ danh dự của MC Nguyên Khang trên mạng xã hội.
Liêu Hà Trinh tiết lộ, Nguyên Khang đã hối lỗi vô cùng khi không làm chọn trách nhiệm quan trọng mà ekip và khán giả kỳ vọng. Nhưng đó chỉ là hành vi nhất thời, khán giả giận và trách Khang lúc này cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tẩy chay Khang và toàn bộ những chương trình anh đã làm thì hơi nặng tay. Trên sân khấu, trong những phút áp lực nhất, giữa tập trung của kỳ vọng và cao trào, đôi khi cũng khiến cho những đôi chân vững nhất phải run rẩy. Khang hẳn đã học được một bài học lớn từ sự cẩn trọng và cả lòng biết ơn cảm kích cho những ai vẫn yêu thương và thông cảm cho áp lực người dẫn chương trình này sau sự cố. Lý giải về sự bức xúc của dư luận, MC Quốc Bình cho hay: do tính chất truyền hình trực tiếp, độ phổ biến rộng rãi nên việc được lan tỏa theo hướng tiêu cực nhiều hơn. Bên cạnh đó, khán giả luôn đòi hỏi người dẫn chương trình hoàn hảo nhất. Thực ra có những sai sót có thể bỏ qua, có những sai sót không thể chấp nhận được. Chỉ có những người trong nghề mới hiểu được lý do vì sao có sai sót. Đôi khi, áp lực của chương trình rất lớn, dẫn đến việc đầu óc phân tâm không kiểm soát được. Đầu mình nghĩ một đằng nhưng nói một nẻo, chỉ có khán giả mới thấy rõ điều này. MC Quyền Linh cũng góp tiếng nói vào sự cố này, anh chia sẻ: tôi và Khang biết nhau khá lâu, nghề nghiệp nào cũng có sự cố. Điểm khác biệt của nghề này là sự cố lại được công chúng theo dõi trực tiếp. Sự cố vừa qua là điều mà không một người dẫn chương trình nào mong muốn. MC khi quay hình đôi khi cũng bị công bố nhầm, nhưng do quay hình phát lại nên vẫn có thể thực hiện lại. Riêng đối với chương trình truyền hình trực tiếp thì không thể. Tôi nghĩ Khang cũng đã nhận lỗi về mình, xin lỗi thí sinh, huấn luyện viên và khán giả. Khán giả cũng đừng nên trách người dẫn chương trình vì không ai lại mong muốn sự cố như thế sẽ xảy ra với mình. Thay vào đó, chúng ta cảm thông và tha thứ để họ có cơ hội khắc phục và làm tốt hơn. Chia sẻ về cảm xúc khi đạt giải quán quân, học trò Lưu Thiên Hương Ali Hoàng Dương cho biết cảm thấy rất vui và xem đây như là một món quà mà Minh Tâm muốn dành cho hai vị huấn luyện viên của mình đã dìu dắt trong suốt thời gian tham gia chương trình. Nhận xét về các đối thủ của mình trong đêm chung kết, Minh Tâm cho biết: trong 4 bạn thí sinh còn lại, bạn nào hát cũng hay, đi được đến vòng chung kết thì ai cũng đều xuất sắc. Con giành giải quán quân có lẽ là vì con may mắn hơn các bạn, chứ so với các bạn thì ai cũng bằng nhau. Về đích với danh vị quán quân, Minh Tâm cho biết đây là một hành trình đầy thử thách nhưng đã mang đến rất nhiều sự khác biệt, nhất là về phong cách trình diễn, cách lấy hơi khi xử lý ca khúc. Trước khi tham gia chương trình, giọng hát của con không được cao và khẩu hình miệng khá cứng. Cách điều tiết cảm xúc cũng không được tốt. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn của hai vị huấn luyện viên đã giúp cho con thay đổi rất nhiều điều. Khi được hỏi về những định hướng sau khi đạt ngôi vị quán quân giọng hát Việt Nhí 2019, Minh Tâm đã bày tỏ sẽ nhờ hai vị huấn luyện viên vạch ra hướng đi đúng đắn nhất cho mình. Đồng thời cô bé cũng mong muốn được huấn luyện viên Lưu Thiên Hương và Ali Hoàng Dương dìu dắt mình trên con đường làm âm nhạc sắp tới. Cuối cùng, Minh Tâm đã không quên gửi lời cảm ơn tới hai người thầy của mình đã dìu dắt trong suốt thời gian qua, cũng như là người thân, khán giả đã ủng hộ, bình chọn trong đêm chung kết. Chia sẻ về khoảng thời gian tham gia chương trình, Minh Tâm cho biết: ở những vòng đầu tiên em đã nhận được rất nhiều lời góp ý cũng như chê bai khi xử lý ca khúc chưa tốt. Tuy nhiên, Minh Tâm không cảm thấy buồn mà cố gắng để học hỏi nhiều hơn. Nhờ sự hướng dẫn của hai vị huấn luyện viên là Lưu Thiên Hương và Ali Hoàng Dương, giờ đây Minh Tâm đã có thể hát được nhiều thể loại nhạc hơn như là nhạc rock, dân ca đương đại. Khi trở thành chiến binh của đội Lưu Thiên Hương, Ali Hoàng Dương, Minh Tâm đã tiếp tục được trau dồi về thanh nhạc lẫn bản lĩnh đứng trên sân khấu. Thế nên không khó để cô bé nhận được sự yêu thích của khán giả với các tiết mục đạt triệu lượt xem trên YouTube. Trên mạng xã hội, khán giả đã để lại rất nhiều bình luận khen ngợi giọng hát của Minh Tâm, khẳng định cô bé chính là thí sinh có nhiều tiến bộ nhất từ đầu chương trình cho tới nay. Hy vọng rằng sau sự cố trên, tình bạn giữa Trần Quốc và Minh Tâm sẽ luôn luôn bền vững. Các bé sẽ có thể có cơ hội học hành và phát triển trên con đường âm nhạc của mình. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy nhấn like và chia sẻ video, đồng thời nhấn đăng ký kênh của mình để ủng hộ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!